Chào tất cả các học sinh đã đến với phần hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa hóa học lớp 10. Cô là Thùy Dương, giáo viên của học 247. Và hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau giải quyết các cái bài tập phần bài oxy. Bài tập số 1. Hãy ghép cấu hình electron với nguyên tử thích hợp. Bên này là cấu hình electron, bên này là nguyên tử. Chúng ta có các nguyên tử là clo, lưu huỳnh oxy và flo. Và bên này chính là cấu hình electron. Clo có 17 electron, lưu huỳnh thì có 16 electron, oxy có 8 electron và clo có 9 electron. Vậy thì mình sẽ sắp được cái tự là A với D, B với C, C với B và D với A. Các em cộng mấy cái số cho nên em 5 này, 5 với 4 là 9 này, như vậy cấu hình của A sẽ tương ứng với clo là D. Cách rất là dễ dàng. Khi mà các em đếm, em đếm cặp này, cô thì hay đếm là 1S, 2S, 2P, nguyên cái cụm này là 10 nè. Cô đếm nguyên cụm này là 10. Qua lớp D, cô cộng lớp D xong cô cộng lại. Bài tập số 2, chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực? Cộng hóa trị không cực. Liên kết cộng hóa trị không cực thì nó phải là đơn chất. Mình thấy mẹo đây có 4 đáp án, mà 4 cái này chỉ có duy nhất cái đáp án B là oxy, mà oxy khi mà mình viết liên kết cộng hóa trị là O. Như vậy hai cái oxy này nó không có bị phân hóa lệch về bên nào cả. Do đó oxy sẽ có chứa cái liên kết cộng hóa trị không cực. Ta chọn được đáp án là đáp án B. Bài tập số 3. Hãy dẫn ra những cái phản ứng hóa học để chứng minh rằng oxy và ozone đều có tính oxy hóa, đó là ý A. Còn ý B là ozone có tính oxy hóa mạnh hơn oxy. Nên chú ý, mình chú ý chọn lọc cái phản ứng. Oxy và ozone đều có tính oxy hóa. Một cái ví dụ là cả oxy và ozone đều có khả năng tác dụng với kim loại. Ví dụ ở đây cô chọn là sắt. Sắt cộng với oxy ra được sắt từ oxit Fe3O4. Còn bạc thì ozone có khả năng cộng với bạc tạo thành Ag2O cộng O2. Như vậy kem dựa vào cái phương trình này, kem đã có thể thấy được tính oxy hóa của ozone đã mạnh hơn của oxy, đúng không? Oxy nó chỉ oxy hóa được các cái kim loại mạnh hoạt động trung bình. Còn với ozone thì nó có thể oxy hóa được luôn cái kim loại hoạt động yếu như là bạc này. Đã thấy nó mạnh hơn rồi. Hoặc là các em sử dụng cái phương trình tác dụng với phi kim. Ở đây cô chọn phi kim là phốt pho và carbon. T cộng với O2 tạo thành P2O5. C tức là carbon đó. C cộng với O3 tạo thành CO2 cộng O2. Nói về khả năng tác dụng được với hợp chất thì cô lấy hai cái phương trình là C2H5OH, chính là ancol ethylic hay là rượu ethylic đó, cộng với oxy, đây là một phản ứng đốt cháy hoàn toàn, tạo được CO2 và nước. Ozone có phản ứng với lại khí H2S, tạo được HO2 cộng với H2O. Để chứng minh ozone có tính oxy hóa mạnh hơn oxy, cô sử dụng hai phản ứng. Thứ nhất, oxy không có oxy hóa được bạc nhưng mà ozone thì lại làm được. Ozone có thể oxy hóa bạc tạo thành Ag2O. Phương trình hóa học Ag cộng O3 tạo thành Ag2O cộng O2. Oxy không oxy hóa được Y trừ chính là iốt các em. Nhưng mà ozone thì lại oxy hóa được Y trừ tạo thành Y2, bằng cái phương trình là 2Ki cộng với O3 cộng H2O tạo được Y2 cộng 2 lần KOH cộng với O2. Bài tập số 4. Hãy trình bày các phương pháp điều chế oxy trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Tại sao không áp dụng cái phương pháp mà điều chế oxy trong phòng thí nghiệm để ứng dụng cho trong công nghiệp? Hoặc là ngược lại, mình sử dụng các cái phương pháp mà điều chế oxy trong công nghiệp để mà điều chế oxy trong phòng thí nghiệm. Cô nêu lại các cái phương trình điều chế oxy trong phòng thí nghiệm mình có là KMNO4. Ta đem nhiệt phân lên chính là kali permanganat, cái hợp chất mà giàu oxy và dễ bị nhiệt phân. Đây, kali
Kali clorat cũng vậy, kali clorat cũng là một chất giàu oxy và dễ bị nhiệt phân. Đó là đặc đặc điểm của những cái chất mà người ta sử dụng để điều chế oxy. KMnO4 khi nhiệt phân lên tạo được K2MnO4 cộng MnO2 cộng O2. KClO3 thì nhiệt độ lên tạo được KCl cộng với này O2. Còn trong công nghiệp thì người ta có thể trưng cất phân đoạn không khí lỏng. Em biết trong không khí là có gì? Có oxy và nitơ là chiếm những cái thành thành phần lớn. Đó, người ta trưng cất phân đoạn không khí lỏng, người ta sẽ thu được cả oxy cả nitơ. Hoặc là điện phân nước H2O, điện phân nên tạo thành H2 và O2. Thì bây giờ cô nói lý do tại sao chúng ta không áp dụng cái phương pháp trong phòng nghiệp cho công nghiệp và ngược lại. Khi chúng ta so sánh hai cái phương pháp này trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, cô so sánh về nguyên liệu, về sản lượng và về giá thành. Nguyên liệu ở đây như cô đã trình bày, nó là sử dụng kali permanganat và kali clorat, KMnO4 và KClO3. Còn trong công nghiệp, người ta sử dụng không khí và nước. Như vậy là với cái phòng thí nghiệm, với cái mục đích mà người ta sử dụng oxy là dùng cho các cái phản ứng hóa học hoặc là cho các em làm các thí nghiệm để các em nắm vững lý thuyết, chứng minh lý thuyết rồi nhấn mạnh cho các em các cái tính chất hóa học oxy, thì nó cần cái lượng mà oxy nó ít thôi. Còn trong công nghiệp á, thì người ta sản xuất với trữ lượng lớn, nên người ta cần một cái nguồn nguyên liệu sao có sẵn trong tự nhiên, dễ tìm và có trữ lượng lớn. Đó, chính vì hai cái mục đích nó khác nhau cho nên ở trong phòng thí nghiệm á, mình sử dụng nguyên liệu là KMnO4, KClO3 đều là những cái hóa chất, mà cái hóa chất này không phải các em đi ra hồ, ra sông, ra suối, lên núi gì đó là các em sẽ kiếm được cái kali permanganat và KClO3. Con đường nhanh nhất là ra các tiệm để mua chúng về. Như vậy ở đây nó lại mất thêm cái phần là nguyên nhân làm cho cái giá thành này cao. Và vì những cái mục đích này cho nên chúng ta không thể áp dụng cái phương pháp này cho nhau được. Bài tập số 5, hãy cho biết những ứng dụng của khí oxy và khí ozone. Với oxy thì ứng dụng của oxy mình đã rất là quen thuộc rồi. Oxy có vai trò quyết định cho sự sống của con người và động vật bởi vì nó có chức năng quan trọng trong cái quá trình hô hấp của người và động vật. Và trong cái công nghiệp hóa chất, luyện thép, hàn cắt kim loại thì oxy cũng là một cái yếu tố rất là cần thiết. Cái phần này thì cô nghĩ là các em đều có thể biết được mình rất là nhiều ứng dụng của khí oxy. Cô nhấn mạnh tới cái phần ứng dụng của ozone. Ozone thì trong thương mại người ta dùng để tẩy trắng các loại tinh bột, dầu ăn, nhiều cái chất khác vân vân. Trong đời sống thì người ta dùng ozone để khử trùng nước ăn này, hoặc là khử mùi. Trong y khoa thì ozone được dùng để chữa sâu răng. Và cô muốn nhấn mạnh cái chỗ trong y khoa ozone được dùng để chữa sâu răng. Các em biết là ozone có cấu trúc phân tử là O3. Vậy thì khi chúng được tiếp xúc với môi trường á, sẽ bị oxy hóa. Oxy hóa sẽ tạo thành O2 cộng với một cái nguyên tử từ O. Và cái nguyên tử O này sẽ nhanh chóng kết hợp với các ion mang điện tích dương như là vi khuẩn, virus, các cái hợp chất hữu cơ khác ở xung quanh chúng. Và khi mà chúng ta xúc miệng bằng nước sục ozone á, thì sẽ giúp loại bỏ được các loại thức ăn thừa, vi trùng, vi khuẩn ẩn nấp ở chỗ chân răng, kẽ răng, men răng các em, mà có thể là chúng ta không có vệ sinh tới được, hoặc là cái cách vệ sinh của chúng ta chưa có đúng cách, hoặc là chưa có kỹ càng. Bài tập số 6. Cho hỗn hợp khí oxy và ozone, sau một thời gian khí ozone bị phân hủy hết thì ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. Và đề bài cho mình luôn cái phương trình hóa học là O3 tạo thành O2. Ở chỗ này số 3 trở thành số 2 vì các em đã hệ số chéo qua thôi. Bên này nhân 2, bên kia nhân 3 thì chúng ta sẽ có 6O bằng 6O. A nhỏ
Hãy giải thích sự gia tăng thể tích của hỗn hợp khí. Hãy giải thích sự gia tăng thể tích của hỗn hợp khí. Các em biết ban đầu mình có khí oxy và ozone, và sau một thời gian á thì ozone nó phân hủy tạo thành oxy. Lúc này thì trong bình chỉ chứa hoàn toàn là oxy, và các em nhìn vào cái hệ số phản ứng của phương trình, 2 mol ozone thì tạo được 3 mol oxy lại, đúng không? Vậy thì cái chất khí tăng thêm 2% này là do đâu? Là do cái lượng oxy này tạo ra này em. Và chúng ta đã giải thích được sự tăng thể tích của hỗn hợp khí. Câu B, xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí ban đầu, biết các thể tích này được đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Bây giờ cô sẽ giải thích kỹ cho các em. Hỗn hợp khí gồm oxy và ozone, vậy thì cô đặt x và y lần lượt là số mol của oxy và ozone. Vậy x là số mol của oxy, còn y là số mol của ozone. Và trong cái hỗn hợp này có oxy và ozone. Sau một thời gian thì ozone bị phân hủy hết theo cái phương trình là O3 tạo được O2 với hệ số phản ứng là 2, 3. Vậy cô đã gọi y là số mol của O3, vậy thì cô đặt ở đây là y. Cô đặt đây là y. Y nhân cho 3 chia cho 2, em nhân chéo khi ngang. 3 phần 2 là 1,5, như vậy cô có là cái toàn bộ lượng ozone trong cái hỗn hợp này nó sẽ chuyển thành 1,5 y mol oxy. Trước phản ứng chúng ta có x cộng y mol hỗn hợp đúng chưa nào? Vì trước phản ứng có oxy và ozone, vậy mình lấy x cộng với y mol là được, x cộng y mol hỗn hợp. Còn sau phản ứng, sau phản ứng thì chúng ta có x là oxy cộng thêm 1,5 y oxy mới được tạo thành này do cái phản ứng phân hủy của ozone. Như vậy, đề bài nói là thể tích tăng thêm 2%. Vậy cô sẽ lấy x cộng cho 1,5 y trừ đi x cộng cho y. Tức là mình lấy cái số mol sau phản ứng trừ đi số mol trước phản ứng. Và x với x rút gọn đi là được. Là hết, là chỉ tiêu 1,5 mà trừ 1 bằng 0,5 y. Ta có được 0,5 y tương ứng với 2%, cho nên y tương ứng với 4%. 4 mà nhân với 0,5 á, 0,5 là 1/2, vậy 4 chia 2 là được 2, vậy ta có 2%. Em hiểu chỗ này đúng không? Như vậy thì nếu mà ozone nó đã chiếm 4% rồi, mà trong khi đó tổng cái hỗn hợp khí là 100%, ozone chiếm 4% thì oxy sẽ là 100 mà trừ đi 4 còn 96%. Rất là dễ dàng. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng hôm nay của cô. Chúc các em có thể là nhiều kết quả tốt trong kỳ thi tới. Bye bye! Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn. Vậy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé!